Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là nhắm tới cái đích Hoàng Trung Hải liên quan đến sai phạm ngàn tỷ tại dự án gang thép Thái Nguyên TISCO 2, giai đoạn 2 của nhà máy này. Với hai nhiệm kỳ đứng đầu ngành công thương, ông Vũ Huy Hoàng bị tố liên quan đến hàng loạt quyết định bổ nhiệm bất thường những người được đánh giá là các đệ tử thân tín và con trai Vũ Quang Hải vào các vị trí béo bở tại các công ty đẻ ra tiền thuộc ngành công thương. Còn bà Hồ Thị Kim Thoa liên quan đến những sai phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Là một trong số ít những người đứng đầu ngành công thương giữ hai nhiệm kỳ bộ trưởng liên tiếp, ông Vũ Huy Hoàng cũng được ghi nhận là người có nhiều đóng góp cho quá trình đàm phán các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng là cựu bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ bị kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng khi đã nghỉ hưu và bị xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, hồi năm 2017, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016 của ông Vũ Huy Hoàng. Sau đó, Ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ bộ trưởng. Ít lâu sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Sau quãng thời gian làm việc 60 ngày với Bộ Công Thương về công tác nhân sự hồi tháng 8 năm 2016, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những việc làm trên của ông Hoàng là vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội. Ông Hoàng được bị kết luận là thực hiện không đúng các quy định của đảng và nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Bộ Công Thương. Điều đáng nói là mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm không đủ tiêu chuẩn, nhưng ông Hoàng vẫn đồng ý với đề nghị của tỉnh Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ông Hoàng cũng là người chỉ đạo đánh giá quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn. Cũng liên quan đến việc dù biết Trịnh Xuân Thanh có nhiều sai phạm gây thua lỗ tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong thời gian giữ chức Chủ tịch tại đơn vị này, ông Vũ Huy Hoàng vẫn đồng ý và ký đề xuất Ban thi đua khen thưởng Trung ương tặng thưởng huân chương lao động trong 2 năm liền 2009-2010 và phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2011. Ngoài những vấn đề liên quan đến các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và lùm xùm ở PVC, ông Vũ Huy Hoàng còn bị nhiều điều tiếng về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải nắm nhiều chức vụ quan trọng ở các tổng công ty lớn thuộc ngành công thương quản lý. Cụ thể, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Sapeco. Tuy nhiên, thực tế đường quan lộ thần tốc của Vũ Quang Hải còn khiến nhiều người phải giật mình. Với việc là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam PVFI.
Sau đó, ở vị trí này, ông Hải đã để xảy ra thua lỗ trong 2 năm liên tiếp nhưng lại được đưa về làm phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Chỉ ít lâu sau đó, Vũ Quang Hải điềm nhiên trở thành kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam rồi nhanh chóng tiếp tục được bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời kiêm chức Phó Tổng Giám đốc của Sabeco khi mới 28 tuổi. Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong sau đó, Vũ Huy Hoàng cho rằng việc đưa con trai về Sabeco là do cuối năm 2014, Hội đồng Quản trị của Sabeco và trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng Quản trị thời điểm đó là ông Phan Đăng Tuất có công văn gửi lãnh đạo và Ban Cán sự Bộ Công Thương nói rằng tình hình kinh doanh của đơn vị hoạt động bình thường nhưng bộ máy chưa được kiện toàn. Trong khi nguồn tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu của Tổng Cục Ty đề nghị cho phép xin đích danh Vũ Quang Hải cùng với một người tại chỗ nữa để kiện toàn bộ máy. Thẩm quyền bổ nhiệm và đề bạt là của Tổng Công ty. Hải lúc đó là phó phòng về mặt quản lý cán bộ. Bộ phải đồng ý thì mới đi được. Căn cứ vào đề nghị của Sabeco và tính đến các tiêu chuẩn, Bộ đồng ý cho Hải vào trong đó để Sabeco làm quy trình bổ nhiệm cuối năm 2014. Hội đồng Quản trị của Sabeco mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Phan Đăng Tuất có công văn gửi lãnh đạo và Ban Cán sự Bộ Công Thương nói rằng tình hình kinh doanh của đơn vị hoạt động bình thường nhưng bộ máy chưa kiện toàn. Trong khi nguồn tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu nên Tổng Công ty đề nghị Bộ cho phép xin đích danh Vũ Quang Hải cùng với một người tại chỗ nữa để kiện toàn bộ máy. Thẩm quyền bổ nhiệm và đề bạt của Tổng Công ty, Hải lúc đó là phó phòng về mặt quản lý cán bộ, Bộ phải đồng ý thì mới đi được. Căn cứ vào đề nghị của Sabeco và tính đến các tiêu chuẩn, Bộ đồng ý cho Hải vào trong đó để Sabeco làm quy trình bổ nhiệm. Cũng cần nói lại là Vũ Quang Hải không phải tôi đề xuất, đây là Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và đảng ủy đã xem xét, ông Vũ Huy Hoàng nói. Ngoài những lùm xùm trong bổ nhiệm người thân, ông Vũ Huy Hoàng còn liên quan đến việc bổ nhiệm bất thường với Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí PVTEC trong 2 năm sau khi rời khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu Sơ sợi dầu khí PVTEC, để lại dự án nhà máy sơ sợi Polyester, Đình Vũ đối mặt thua lỗ nặng 2.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu gần như mất và ông Vũ Đình Duy được luân chuyển qua nhiều vị trí khác nhau với những quyết định bổ nhiệm để lại nhiều điều tiếng. Theo tìm hiểu của báo Tiền Phong, việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, người từng nhiều năm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí VPTEC, ông Duy giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 15 tháng 7 năm 2009 đến tháng 2 năm 2014, liên tiếp có vấn đề về quy trình từ khi PVTEC về làm phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng. Một thời gian ngắn sau đó, Vũ Đình Duy được điều động về làm Cục Phó An toàn Kỹ thuật và Môi trường Công nghiệp với những quy trình bổ nhiệm bất thường khiến cho các lãnh đạo của cục này cũng bất thường vì không ai được hỏi ý kiến liên quan đến việc bổ nhiệm Vũ Đình Duy làm lãnh đạo cục. Không chỉ dừng lại đó, chỉ một ngày trước khi Bộ Công Thương có bộ trưởng mới, ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975 có học vị thạc sĩ công nghệ hóa học, tiếp tục được điều động làm ủy viên hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam cho đến nay. Sau khi những quyết định bổ nhiệm bất thường có sự chỉ đạo của ông Vũ Huy Hoàng bị phanh phui, năm 2016 Vũ Đình Duy đã cáo ốm ra nước ngoài chữa bệnh và biến mất từ đó đến nay. Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy làm thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam hồi tháng 4 năm 2016,
Trả lời câu hỏi trong buổi làm việc ngày 8 tháng 9 năm 2016 với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Mạnh Hoài, Ủy viên Hội đồng thành viên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem cho biết, việc bổ nhiệm này là do Bộ Công Thương có văn bản gửi xuống tập đoàn đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Việc bổ nhiệm do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng trực tiếp quyết định. Sau gần một năm kể từ khi bị cách chức Bộ trưởng Công Thương trong nhiệm kỳ 2, theo kết quả kiểm tra hoạt động quản lý công tác đi nước ngoài của một số cán bộ giai đoạn 2012-2016 được Thanh tra Chính phủ tiết lộ cho thấy nhiều vấn đề trong việc quản lý cán bộ đi nước ngoài. Theo Thanh tra Chính phủ, việc lập phê duyệt các đoàn công tác nước ngoài của bộ ngành cũng như địa phương nằm trong danh sách kể trên vẫn còn bất hợp lý về thời gian, không sát với tình hình thực tế. Trong đó, Bộ Công Thương được xác định là bộ có số lãnh đạo bộ đi công tác nước ngoài rất nhiều. Cụ thể, năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tham gia đi nước ngoài tới 23 đoàn. Năm 2015, cựu Bộ trưởng Hoàng đi tới 22 đoàn. Tổng thời gian ở nước ngoài của ông này đã lên đến 163 ngày, chiếm nửa thời gian làm việc trong năm. Chưa hết, tháng 1 năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng còn ký quyết định cho 5 cán bộ đi nước ngoài với khoản kinh phí lên đến 1,4 tỷ Việt Nam đồng. Trong số 5 cán bộ này có cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa với khoản kinh phí gần 321 triệu Việt Nam đồng. Việc ông Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài công tác nhiều hơn một số bộ trưởng khác cũng có lý do khách quan là do ngành công thương thời gian đó đàm phán ký kết rất nhiều hiệp ước thương mại, cho nên ông cũng phải đi để dẫn đầu đoàn. Tuy nhiên, cũng không phải không có những chuyến đi cũng tranh thủ việc riêng như ra sân chơi golf chẳng hạn. Tối ngày 10 tháng 7, theo nguồn tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi khỏi địa phương cư trú với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan kiểm tra xác định các vi phạm khuyết điểm của bà Thoa chủ yếu diễn ra trong thời gian bà giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng. Căn cứ quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Hồ Thị Kim Thoa. Căn cứ quy định số 260 của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, liên quan đến những thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, việc thâu tóm sở hữu cổ phần của các thành viên trong gia đình của bà Thoa được thực hiện khá nhanh chóng khi công ty này cổ phần hóa năm 2005 và niêm yết trên sàn 2 năm sau đó. Sau khi cổ phần hóa và trước thời điểm thực hiện niêm yết, cổ phiếu của Điện Quang DQC từng được giao dịch ở mức rất cao, có thời điểm được đẩy giá lên đến 60 lần so với mệnh giá. Tuy nhiên, sau khi lên sàn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện Quang không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thậm chí năm 2008-2009, Điện Quang dưới thời Tổng Giám đốc Hồ Thị Kim Thoa gặp khó khăn đến mức dường như không thể vực nổi khi bị khách hàng Cuba nợ đến 1.000 tỷ đồng. Mãi đến năm 2010, khoản nợ hơn 56 triệu đô la Mỹ này được thống nhất sẽ trả dần trong thời gian 6 năm. Từ ngày 23 tháng 2 năm 2005 đến ngày 17 tháng 5 năm 2010, khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Diện Quang, bà
Hoa đã bắt đầu sở hữu khá lớn số cổ phần cổ phiếu của Điện Quang. Sau khi cổ phiếu của Điện Quang lên sàn chứng khoán, có những phiên giao dịch bà Thoa mua hàng chục nghìn cổ phiếu để gia tăng sở hữu. Còn theo thông tin của Bộ Công Thương, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại công ty cổ phần bóng Điện Quang và nắm giữ tổng cộng 1.686.415 cổ phiếu với giá thị trường ước tính vào khoảng 102 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 4,91% vốn điều lệ của Điện Quang. Số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm vào năm 2009 và đã được báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng một thuộc cấp để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, được cho là có liên quan đến những vi phạm, trong đó có vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco. Và cũng liên quan đến những vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng thì dự án Gang Thép đội vốn 8.104 tỷ Việt Nam đồng, ông Vũ Huy Hoàng sai phạm những gì? Liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Gang Thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2, Bộ Công Thương thời của ông Vũ Huy Hoàng đã ký văn bản đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.104 tỷ Việt Nam đồng, không đúng với hợp đồng EPC, sai quy định của pháp luật về đầu tư. Như Dân Việt đưa tin trên báo Dân Việt thì ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, bị khởi tố và vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Động thái này diễn ra sau một thời gian khá dài kể từ khi bị Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật vi phạm khuyết điểm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, lại được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra tại kỳ họp thứ 41 tháng 12 năm 2019. Dự án Gang Thép Thái Nguyên đội vốn 8.104 tỷ Việt Nam đồng, ông Vũ Huy Hoàng làm sai. Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để Bộ Công Thương có nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang Thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2. Ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng giai đoạn 2007 đến 2016 chịu trách nhiệm chính về những sai phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ và Bộ Công Thương. Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2 là phù hợp với yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Bộ Công Thương cùng với đơn vị cá nhân có liên quan khác đã có những khuyết điểm và sai phạm. Đến thời điểm thanh tra, tổng giá trị của TISCO đã thanh toán cho dự án là 4.421 tỷ Việt Nam đồng, tổng dư nợ gốc lãi vay ngân hàng là 3.900 tỷ đồng. Hiện lãi vay của dự án này vẫn phải trả 40 tỷ đồng trên tháng. Nguyên nhân khiến cho dự án 8.100 tỷ thành đống sắt han gỉ là do sai phạm chồng sai phạm của chính lãnh đạo công ty Gang Thép Thái Nguyên và nhiều bộ ngành, trong đó Bộ Công Thương có trách nhiệm rất lớn. Kết luận của cơ quan thanh tra nêu rõ việc Bộ Công Thương ký văn bản đề xuất việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.104 tỷ Việt Nam đồng, mặc dù trước đó bộ ngành đều cho rằng có cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là không đúng hợp đồng EPC, quy định của pháp luật và đầu tư. Cũng theo kết luận thanh tra, Bộ Công Thương có văn bản giới thiệu và đề nghị TISCO giao cho Vinaingon là nhà thầu phụ và có ý kiến theo đề nghị của TISCO ký hợp đồng với các nhà thầu phụ khác theo hình thức hợp đồng đơn giá là không đúng thẩm quyền được giao, vi phạm quy định pháp luật về đầu tư. 13 năm chưa về đích, nợ phình to, nằm chờ chỉ đạo.
Nhà máy gang thép Thái Nguyên từng được xem là cánh chim đầu đàn của ngành luyện kim Việt Nam. Thế nhưng ở giai đoạn mở rộng dự án, dù đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng thì nơi đây vẫn chỉ là những khối sắt nằm trơ gan cùng với mưa nắng. Sai trồng sai dẫn đến dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên TISCO 2 ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Đến nay dự án ngốn hàng ngàn tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành. Và mỗi ngày thì Việt Nam phải trả nợ ngân hàng cho công ty gang thép Thái Nguyên này là 1 tỷ 400 triệu Việt Nam đồng trên ngày. Theo lãnh đạo của công ty gang thép Thái Nguyên TISCO 2, do vướng mắc không thể giải quyết dứt điểm của hợp đồng EPC với nhà thầu chính, tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC và 14 nhà thầu phụ Việt Nam nên dự án tạm dừng, chưa tiếp tục triển khai thi công. Những gì TISCO 2 làm thời gian qua là gửi nhiều báo cáo tới chính phủ, các ban ngành và chờ sự chỉ đạo của chính phủ. Kể từ năm 2014, nhà đầu tư, nhà thầu dừng thi công dự án đắp chiếu nhưng TISCO 2 vẫn cõng lãi vay khổng lồ. Số liệu cập nhật mới nhất của doanh nghiệp thép này vào cuối năm 2019 cho thấy tổng chi phí đầu tư dự án TISCO 2 đã lên đến 5.362 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay đã vốn hóa xấp xỉ 2.155 tỷ đồng, gần ngang ngửa với nợ gốc. Trong tài liệu phục vụ năm 2019 thì ban kiểm tra công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên TISCO 2 nhận định công ty đang lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn, mất cân đối tài chính nghiêm trọng, nợ phải trả là 82% tổng nguồn vốn. Đến cuối năm 2019, hơn 615 tỷ đồng gốc của TISCO đã rơi vào tình trạng quá hạn. Nợ phải trả ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn là 2.885 tỷ Việt Nam đồng. Tổng quy mô nợ vay của TISCO là xấp xỉ 4.853 tỷ đồng, đóng góp hơn một nửa nguồn vốn. Đối với khoản vay nợ cho dự án TISCO 2, dư nợ đến cuối năm 2019 tăng thêm 284 tỷ đồng, đạt 3.565 tỷ đồng và các khoản trên đều được thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai. Trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của TISCO 2, kiểm toán viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC một lần nữa nhắc tới vấn đề nợ của TISCO. AASC nhấn mạnh tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 2.885 tỷ đồng. Một số khoản lãi gốc và lãi phải trả ngân hàng liên quan đến dự án mở rộng gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán. Khả năng hoạt động liên quan đến TISCO 2 cơ bản tùy thuộc vào việc gia hạn nợ với các ngân hàng và phương án bổ sung nguồn vốn thiếu hụt phục vụ hoạt động kinh doanh, hãng kiểm toán AASC cho hay. Năm 2019 cũng là lần đầu tiên công ty kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính TISCO, dù các năm trước đã liên tục nhấn mạnh vấn đề liên quan đến dự án mới. Thực tế, ngay từ đầu năm 2019, TISCO đã phải co kéo dòng tiền bằng cách thỏa thuận với các nhà cung cấp để tăng thời gian trả chậm hay yêu cầu khách hàng ứng tiền trước, đồng thời giảm tồn kho và việc với các ngân hàng để vay kịch hạn mức mới và đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thông thường. Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, vào đầu năm nay trong thời gian làm Phó Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo nâng mức tổng đầu tư dự án gang thép Thái Nguyên là thiếu căn cứ. Dự án mở rộng giai đoạn 2 của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên TISCO 2 do nhà nước nắm 65% cổ phần điều lệ được triển khai từ năm 2005. Với mục tiêu là đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất luyện kim, bao gồm khai thác chế biến quặng sắt nhằm tạo ra năng lực sản xuất 500.000 tấn phôi thép năm, sử dụng nguồn nguyên liệu quặng sắt trong nước. Dự án này có tổng mức đầu tư là 3.843 tỷ đồng, tương đương với 242,5 triệu đô la Mỹ,
Tỷ giá 1 đô la ăn 15.850 đồng vào thời điểm đó và gồm hai gói thầu chính là gói thầu mỏ sắt tiến bộ, xây dựng nhà máy tuyển rửa quặng sắt, công suất thiết kế là 300.000 tấn quặng sắt tinh trên năm. Do nhà thầu trong nước trúng thầu đã xây dựng hoàn thành đưa vào sản xuất tháng 5 năm 2014. Tuy nhiên, tại gói thầu thứ hai là xây dựng dây chuyền công nghệ luyện kim khu vực Lưu Xá, công suất 500.000 tấn phôi thép một năm do nhà thầu công ty tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC đảm nhận đã liên tục bị trì hoãn, chậm tiến độ. Từ tháng 7 năm 2007, Tisco và MCC ký hợp đồng EPC thiết kế cung cấp thiết bị xây dựng và lắp đặt với giá trị xấp xỉ 161 triệu đô la. Hai bên cam kết mức giá nêu trên là chọn gói không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng, đã bao gồm các khoản thuế và chi phí cần thiết, với thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng. Nhưng sau đó, Tisco và MCC lại ký với nhau nhiều phụ lục điều chỉnh nội dung quan trọng trong hợp đồng EPC đã ký đến năm 2012. Tisco là đơn vị chủ quản, là Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS, có văn bản gửi Bộ Công Thương và Chính phủ xin điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 8.104 tỷ Việt Nam đồng, tăng 4.261 tỷ đồng so với mức ban đầu. Theo tài liệu Thanh Niên thu thập, từ năm 2017, Tisco đã thanh toán cho dự án gần 4.500 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị hơn 2.100 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn đang dở dang và tạm dừng từ năm 2013. Một trong những sai phạm lớn nhất tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Tisco được cơ quan chức năng xác định là điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư thiếu căn cứ pháp luật. Cụ thể, thời điểm tháng 9 năm 2012, sau khi Tisco, VNS và Bộ Công Thương xin điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư giai đoạn dự án lên 8.104 tỷ Việt Nam đồng, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Đa số các bộ ngành lấy ý kiến đều phản đối, cho rằng việc tăng mức đầu tư cho dự án hơn 4.200 tỷ đồng là thiếu cơ sở. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 6618 nêu tổng mức đầu tư của dự án tăng lớn, hiệu quả dự án sẽ thay đổi, phải được thẩm định lại và hiệu quả kinh tế xã hội tính khả thi, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương phải làm rõ trách nhiệm các bên khi tăng mức đầu tư. Tương tự, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ nhà thầu MCC chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký, chưa có giải pháp khắc phục, vì vậy không có lý do gì để được điều chỉnh giá. Bộ Tài chính khi đó cũng cho rằng việc dự án điều chỉnh tăng giá 110,8% so với đầu tư ban đầu là rất lớn, nhiều nội dung điều chỉnh tăng không rõ và không hợp lý. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 4 năm 2013, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 3136 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gửi Bộ Công Thương và VNS nêu rõ Hội đồng Quản trị VNS quyết định chịu trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả. Đồng ý về nguyên tắc các Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Công Thương xem xét cho vay tiếp. Đã dẫn đến Tisco cho rằng việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận. Mặt khác, cũng trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương và Tisco ngày 20 tháng 11 năm 2014, ông Hoàng Trung Hải ký văn bản số 2339 thể hiện nội dung tiếp tục thực hiện dự án với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 8.104 tỷ Việt Nam đồng. Đáng lưu ý là ngày 11 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 196 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý để Tisco thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC. Và từ thiết bị hỏng bởi rỉ sét, lão hóa do lưu kho lâu ngày, như ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Trung Hải trên danh nghĩa Phó Thủ tướng đã gây ra nhiều hậu quả đối với dự án thép Tisco. Bình quân mỗi tháng Tisco phải trả tiền lãi vay hàng ngân hàng khoảng 40 tỷ đồng.
Dư nợ gốc lãi vay ngân hàng phải trả của dự án là 3.900 tỷ đồng, tức tương đương với tổng mức đầu tư của dự án ban đầu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời gian tiền đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi kỷ luật ông Bộ trưởng Bộ Công Thương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, thì Hoàng Trung Hải chắc chắn sẽ bị vào lò. Đó là một điều chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì ông này liên quan đến dự án Tisco 2 và chính ông ta đã ký văn bản để cho tổng công ty này nâng vốn đầu tư lên gấp hơn 2 lần tại văn bản số 2339. Chúng ta hãy chờ xem ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì đối với Hoàng Trung Hải. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.